Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Chăm sóc cho em trong thời gian em bị bệnh, được không ạ? Hay là khỏi cần ghi trong Living Trust? Được, cô có thể ghi trong đó được. Dạ, ok. Cô có thể để cho cái người đó cái quyền hạn đó được. Như vậy là coi như là em phải ghi rõ là... Dạ. Ghi rõ là cái cô em cùng cha khác mẹ này nè. Là có quyền xử lý trong cái vụ bán nhà sau khi em bị bệnh qua đời. Dạ đúng. Và thanh toán tất cả các chi phí mà em có nợ của chính phủ hay là của một người nào đó. Chi phí hết, trừ hết nợ rồi thì hãy chia cho những người có tên trong cái living trust này, kể cả charity, phải không ạ? Dạ đúng, đúng ra đó là cái người mà cô bổ nhiệm đó là đã phải làm, cho dù cô không ghi đó họ vẫn phải làm như vậy, như họ, thường họ vẫn phải làm. Dạ, họ phải vẫn làm, họ phải trả nợ của cô, rồi nợ chính phủ, rồi còn rồi tiền chi phí bán nhà vân vân, trả những cái chi phí rồi còn lại họ mới chia ra theo cái ước nguyện của cô về cái phần trăm. Rồi trong cái trường hợp mà em cần một cái số tiền nho nhỏ, em ví dụ em cần 50.000 để mà em mướn cái người chăm sóc cho em có cần phải ghi rõ trong living trust không, lúc mà em còn sống? Cái đó là có vấn đề, tại vì đó khi cô còn sống đó thì cô phải có dư một cái số tiền nào ở trong nhà bank hay là mấy cái quỹ hưu bổng vân vân để có thể trả những cái chi phí đó cho cô, chứ cô không có thể lấy từ cái nhà được. Em thì low income. Tại vì cô low income chứ chưa có cái nhà. Thì cái nhà đó trong trường hợp đó đó, nếu mà cô trên 60 tuổi thì có thể cô phải lấy cái reverse mortgage để mà trả những cái chi phí đó. Ok. Mà bây giờ cái này là nó lên là một cái condo, nó khoảng là 560 square feet anh Liêm ạ. Tôi biết, nhưng mà tôi không biết trị giá bao nhiêu, tại tùy theo cái dùng mà cái condo cô có. Nhưng mà đó, như tôi nói, nếu cô trên 60 tuổi mà cô sợ không có đủ tiền để xài thì cô phải làm cái reverse mortgage. Chỉ có cái là bởi vì cô hưởng Medi-Cal đó thì cô phải cẩn thận. Đó. Tại vì cái số tiền để Medi-Cal nó cho là chỉ cho những cái người có lợi tức thấp. Có cái lợi tức thấp thì mới được hưởng Medi-Cal. Thành ra nếu mà cô lấy tiền ra, cô phải cẩn thận. Thì cô lấy nhiều quá thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc cô hưởng Medi-Cal. Cảm ơn cô nha. Hello, giờ tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Em có thể đặt câu hỏi. Dạ, thưa luật sư, tôi có Medi-Medi. Thì tôi có thể đứng tên nhà được không? Có bị ảnh hưởng gì không ạ? Tên nguyên tắc á, Medi-Medi á, Medicare thì nó không có cần biết, tại vì á, cô có cái chục căn nhà cũng thành vấn đề. Tại vì Medicare là bảo hiểm của liên bang, bất cứ người công dân Mỹ nào trên 65 tuổi đều có thể hưởng được Medicare, hay dưới 65 tuổi nếu mà bị tật nguyền không đi làm việc được. Còn Medi-Cal đó thì á, nó có đặt cái vấn đề về vấn đề tài sản và lợi tức, tức là mình chỉ được, nếu mình có hưởng Medi-Cal, mình nguyên tắc mình chỉ được hưởng có một cái bất động sản là cái nhà của mình thôi, một cái xe, một cái life insurance, một cái pension và tiền trong nhà bank. Nếu là độc thân phải dưới 2.000, thì trong trường hợp này đó cô có Medi-Cal thì yes, cô vẫn có thể làm chủ cái nhà. Nhưng mà nếu cô làm chủ cái nhà đó thì cô nên cẩn thận là cô nên có cái living trust để khi nào mà cô chết á thì cái nhà đó không phải qua thủ tục probate. Tại vì nếu không đó, cô không có làm living trust, cô vẫn đứng dưới tên của cô chết đó, người thân cô phải mở hồ sơ probate với tòa. Khi mở cái sơn probate của tòa đó, thì cái người mà gọi là estate administrator đó phải liên lạc với Medi-Cal để cho biết là Medi-Cal có cái lien gì hay không. Và nếu có thì phải dùng cái tiền mà trong cái tài sản cô để lại đó để mà trả cho Medi-Cal. Thành ra cô phải cẩn thận. Ok. Rồi, cô có câu hỏi gì nữa không? Có gì ngày mai tôi gọi lại văn phòng để nói chi tiết hơn được không ạ? Dạ được, cô có thể hỏi chi tiết. Cảm ơn cô nha. Từ mấy giờ ạ?
Dạ, cô gọi tôi chắc là hôm qua, ngày mai tôi bận ở tòa, chắc là cô phải gọi lại sau 12 giờ hay sau 1 giờ. Dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, thank you. Hello, tôi luật sư Liêm, tôi nghe đây. Dạ, kính chào luật sư. Dạ, kính chào cô. Dạ, dạ. Trước nhất là rất vui được gặp lại luật sư trên màn hình và rất mong luật sư luôn luôn sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Rất rất nhiều người. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Thưa luật sư, xin luật sư thứ lỗi cho tôi cái câu hỏi này nhé. Cô dạ, nhớ nhận thì luật sư bỏ lỗi cho. Dạ, không có chi. Tôi 66 tuổi rồi mà tôi đã đi học ngành luật, trước đây 30 luật sư. Dạ. Và bây giờ thì tôi bỏ lỡ khi mà tôi apply hồ sơ. Trước 1975 tôi cũng có học ngành này, sau 75 thì không còn cái khoa đó được tồn tại. Vì vậy tôi vào ngành khác, nhưng mà bây giờ sau 37 năm công tác về hưu qua đây thì tôi muốn tiếp tục cái ngành đó. Và như vậy thì có được không thưa luật sư ạ? À? Cô muốn tiếp tục cái ngành gì? Ngành luật sư hả? Ngành luật học, dạ. Trước đây tôi mê cái môn công pháp quốc tế lắm. Ok. Cô có ra trường trường luật ở Sài Gòn không? Không, tôi tốt nghiệp đại học ngoại ngữ. Ồ, cô học bằng ngoại ngữ. Ok. Nên bây giờ là bắt đầu lại con số 0. Ok. Thì luật sư tư vấn dạ, như thế cái, nào? Cô muốn quay trở lại để học luật, để làm luật sư đó, thì ở Mỹ đó, nó có điều kiện là thứ nhất đó, thường là mình phải có cái bằng cử nhân, ngành nào cũng được. Sau dạ, đó đó, theo khi mình chứng minh mình có bằng cử nhân, ngay cả bằng cử nhân ở Việt Nam cũng được. Dạ. Thì mình có thể sau đó mình sẽ lấy cái kỳ thi gọi là LSAT, là cho tất cả mọi người để nó biết cái điểm của mình là bao nhiêu. Rồi dạ, đó mình apply vô những cái trường luật. Thì những cái trường luật đó nó có đủ loại những trường luật hết á. Nó có những cái dạ, trường luật nó gọi là accredited. Yeah, những trường luật là unaccredited. Accredited là những cái trường luật nó được công nhận bởi luật sư đoàn Hoa Kỳ, tức là American Bar Association, là nó là những cái trường luật gọi là chính quy. Thì cái trường luật đó đó thường là tốt hơn là những cái trường luật unaccredited, tức là nó không được công nhận bởi luật sư đoàn Hoa Kỳ. Bây giờ đó, khi mà cô apply những cái trường luật mà công nhận luật sư đoàn Hoa Kỳ, thí dụ ở đây những cái trường luật hoặc là UCLA Law School, hay là UC Irvine Law School, hay là Western State Law School ở Orange County, hay là Chapman Law School, vân vân. Thì yeah, hay là Weider Law School. Thì những cái trường yeah, luật đó đó cô phải apply, nếu có họ nhận cô thì đó cô phải cái khóa trình học là 3 năm. Cô phải học 3 năm, sau khi 3 năm rồi thì cô đó ra trường là cô có cái bằng gọi là tiến sĩ luật, nó gọi là Juris Doctor. Với bằng tiến sĩ luật đó đó thì cô có thể apply để lấy cái bằng hành nghề luật sư tại tiểu bang California, nó gọi là California State Bar Association. Thì cái bằng hành nghề đó mỗi năm nó sẽ tổ chức hai lần, một cái lần vào tháng 2, một lần vào tháng 7. Thì sau khi cô take cái kỳ thi đó đó thì nó thường cái kỳ thi nó sẽ khoảng chừng 3 ngày. Cô take cái kỳ thi đó, thì sau khi cô take kỳ thi đó khoảng 5-6 tháng sau nó sẽ có kết quả. Nếu mà cô đậu thì đó cô có thể được cái certification, là sau đó cô có thể có cái license và cô có thể apply cái license với lại cái State Bar, tức là luật sư đoàn của California, cũng như là với cái Federal Bar, là luật sư đoàn của cái liên bang. Ok, thì cô như vậy là cô có thể hành nghề ở hai cái hệ thống tòa án là tiểu bang và liên bang. Ok, thì yeah, nói chung là như vậy. Ok. Dạ. Yeah. Yeah. Tính theo luật sư như thế này, chúng tôi cũng có một nhóm bạn bè trước đây học luật và sau này cũng vào sư phạm, thì bây giờ cũng ở rải rác quanh đây. Và cái này là nói tôi phát biểu công khai trước màn hình là cũng rất nhiều luật sư chúng tôi cũng có thể theo dõi, nhưng mà riêng về với chúng tôi rất trân trọng và rất tin tưởng vào ngài. Và chính vì điều đó rất mong muốn được luật sư có một dịp nào cho chúng tôi được đến văn phòng, chúng tôi được đi văn phòng luật sư ở đường Westminster, và như vậy chúng tôi có thể xin luật sư được 30 phút để đến gặp trực tiếp luật sư không ạ? Dạ, được, bà có thể gọi văn phòng rồi bà để cái message lại.
nhé. Dạ. Dạ. Ok. Có lẽ như thế được thuận tiện nhiều hơn nữa. Dạ. Trước nhất là tôi xin cảm ơn thay mặt bạn bè đã ngồi đây bốn nơi. Dạ. Dạ. Thì rất cảm ơn luật sư. Chị bà. Và lần nữa không biết quá nhiều gì. Dạ. Nhưng chỉ biết một điều rằng chúng tôi có một niềm tin, một cái strong belief. Yeah. Rằng khi gặp được luật sư rồi thì có thể cái niềm ước mơ của chúng tôi có thể được ngài chắc cánh chúng tôi bay và thực hiện được những cái điều hoài bão không những riêng của mình, của song thân mình trước đây, vân vân. Và như vậy rất mong được gặp lại luật sư trong một ngày rất gần. Chúc cho luật sư và gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Chào bà. Rất cảm kính chào luật sư. Chào bà. Tới đây chúng tôi là phải tạm ngưng để đại trận khoảng cáo thương mại.